TH True Milk thực sự thiên nhiên. Đây là slogan quảng cáo quen thuộc mà chúng ta thường được nghe trên TV. Và quả thật, đế chế TH đã tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trong thị trường sữa tươi tại Việt Nam, đã lan tỏa giá trị sản xuất thực phẩm sạch hữu cơ đến người người nhà nhà. Và đứng sau đế chế này là một người phụ nữ dám nghĩ, dám làm, đi tắt đón đầu và không thích những lối mòn truyền thống. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về TH True Milk khi lính mới trở thành kẻ thống lĩnh thị trường sữa sạch Việt Nam. Làm sữa vì người dân cần sữa sạch. Bà Thái Hương sinh ngày 12 tháng 10 năm 1958 tại Nghệ An, tốt nghiệp cử nhân ngành kế toán tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân. Thời điểm năm 1990, khi đang làm cán bộ trong một công ty vật liệu tỉnh Nghệ An, phụ trách phân phối vật tư, bà Thái Hương quyết định nghỉ việc và ra làm riêng. Đây được xem là hành động rời khỏi vùng an toàn, cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp của Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á, Chủ tịch công ty sữa TH Milk sau này. Quyết định này của bà Hương một phần bắt nguồn từ việc đón đầu cơ hội khi thị trường bắt đầu mở cửa, một phần vì cảm thấy mình muốn làm quá nhiều thứ nhưng lại bị ràng buộc bởi cơ chế, không được tự do phát triển. Sau một thời gian theo đuổi ngành cũ liên quan đến vật liệu xây dựng, năm 1994, bà Hương cùng một số cộng sự chuyển hướng thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Bà Thái Hương bắt đầu gây dựng TH True Milk vào năm 2008. Xem ra thì nó chẳng liên quan gì đến những lĩnh vực mà bà đã và đang làm. Bà Hương cho biết ý tưởng đầu tư vào ngành sữa nảy sinh khi bà thấy TV đưa tin về vụ sữa nhiễm melamin từ Trung Quốc. Trong khi thời điểm đó, sữa tại thị trường Việt Nam một phần được nhập từ Trung Quốc. Bà nghĩ rằng người dân đang rất cần sữa sạch và đem ý tưởng này trình bày với hội đồng cổ đông, nói rằng tôi sẽ làm sữa. Lúc đó, mọi người ngớ ra. Ý nghĩa cái tên TH được doanh nghiệp này giải thích là True Happy, dịch sang tiếng Việt là hạnh phúc đích thực. Nó cũng có thể hiểu là viết tắt của tên bà Thái Hương, cho thấy tầm quan trọng và ảnh hưởng của nữ doanh nhân này đối với đế chế sữa tươi đỉnh đám. Khi lính mới chiếm lĩnh thị trường. Thị trường sữa Việt Nam luôn được đánh giá là mảnh đất hấp dẫn, song cũng chịu sự cạnh tranh rất gay gắt. Ở đó, những con cá mập sẵn sàng cấu xé và nuốt chửng những chú cá con mới chập chững ra khơi. Thế nhưng, chuyện hiếm thấy đã xảy ra khi lính mới TH True Milk không chỉ tồn tại, chiếm lĩnh được thị trường mà còn làm thay đổi được cục diện thị trường, thay đổi cả thói quen của người tiêu dùng. Khi TH mới tiến hành xây dựng, nhiều người hoài nghi về trang trại của bà bởi chi phí đầu tư cho đàn bò sữa rất cao. Tổng vốn đầu tư lên đến 1,2 tỷ đô la Mỹ trên quy mô 37.000 hecta. Dự án sữa tươi sạch được khởi động với việc nhập khẩu công nghệ chăn nuôi bò sữa của Israel và hàng ngàn con bò sữa từ New Zealand. Tại trang trại của TH, hầu hết các khâu đều được tự động và chuyên nghiệp hóa với công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Trong đó, khâu chăm sóc, quản lý bò được trực tiếp thực hiện bởi hai công ty đa quốc gia, công ty Afikim của Israel quản trị đàn bò và công ty Totally Vets của New Zealand quản trị về thú y. Không chỉ thuê nhà tư vấn Israel, bà chủ TH còn chịu chơi đến mức thuê cả nông dân Israel về chăm sóc bò sữa trong giai đoạn đầu. Cách làm của chúng tôi nói ngắn gọn là sự kết hợp giữa trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới. Bà Hương nói về cách đi tắt để vượt qua rất nhiều đối thủ trên thị trường sữa. Tháng 12 năm 2010, sản phẩm sữa TH True Milk chính thức được giới thiệu ra thị trường. Nhưng làm thế nào để TH True Milk đến được người tiêu dùng? Làm thế nào để người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm sữa tươi sạch 100% với sữa nước pha lại từ bột? Bà Thái Hương giải quyết bằng cách tặng sản phẩm sữa TH True Milk để người tiêu dùng sử dụng và cảm nhận. Với chất lượng vượt trội cùng chiến lược truyền thông đúng đắn, chỉ sau thời gian ngắn, TH True Milk dần định hình lại thị trường sữa và chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Tính đến thời điểm năm 2015, TH True Milk nuôi 45.000 bò sữa trên diện tích 8.100 hecta, đưa bà Thái Hương thành người đầu tiên đẩy mạnh việc xây dựng vùng nguyên liệu là đàn bò sữa, cũng là người sở hữu đàn bò sữa lớn nhất Việt Nam. Đầu tháng 2 năm 2015, Tổ chức Kỷ lục Châu Á xác nhận trang trại TH tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An là trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn nhất châu Á. Thành công với chiến lược đại dương xanh. Theo các chuyên gia thị trường,
Sở dĩ TH từ một lính mới có thể chiếm lĩnh được thị trường là do bà Thái Hương đã chọn được lối đi riêng của mình với chiến lược đại dương xanh thay vì lối mòn đại dương đỏ. Đại dương đỏ là thị trường thông thường đã được khai thác rất sâu và bị lấp đầy bởi các đối thủ cạnh tranh, rất ít cơ hội cho những doanh nghiệp mới. Còn đại dương xanh là những thị trường hoặc những khoảng trống thị trường chưa được khai phá, chưa có cạnh tranh. Năm 2012, khi trả lời một tờ báo, bà Hương đã làm cho không ít doanh nghiệp ngành sữa cay mũi khi nói rằng: "Có người nói tôi có hai đối thủ lớn nhất trên thị trường, nhưng tôi khẳng định tôi không có đối thủ." Thời điểm đó, bà chủ TH cũng chịu không ít lời thị phi từ dư luận và các đối thủ khi tay ngang từ ngân hàng chuyển sang nuôi bò, chế biến sữa mà lại tự tin đến vậy. Thế nhưng, lời tuyên bố đó đã thành sự thật. Bà Thái Hương không có đối thủ bởi TH không chọn lối đi của đại đa số các doanh nghiệp trên thị trường sữa bấy giờ là nhập khẩu sữa bột về bán mà lao vào nuôi bò, trồng cỏ để sản xuất sữa tươi thật. Bà chia sẻ, tôi cảm ơn các hãng sữa khác đã tạo cho người dân Việt Nam thói quen uống sữa. Tôi muốn làm bạn với họ, song tôi không đi chung con đường với họ. Sự tự tin của bà Thái Hương xuất phát từ quá trình nghiên cứu ngành sữa từ trước đó. Khi ấy, bà thấy rằng khoảng thời gian năm 2008, 92% nguyên liệu sữa tại Việt Nam được nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. Sữa nước trên thị trường chủ yếu là sữa hoàn nguyên, tức là doanh nghiệp nhập sữa bột về, pha chế thành sữa nước chứ không phải sữa tươi. Vì vậy, bà chọn cho mình một con đường hoàn toàn riêng biệt, sản xuất sữa tươi sạch và không ngại khẳng định. Tôi có thể tự hào khẳng định mình là người đặt viên gạch đầu tiên về sản xuất sữa tươi sạch trên thị trường. Thực tế, chỉ sau vài năm, những lời thị phi đã nhường chỗ cho sự thán phục. Tháng 12 năm 2010, sản phẩm sữa TH Trumil chính thức được giới thiệu ra thị trường và chỉ sau 5 năm thành lập công ty, bà Thái Hương đã gây dựng thành công thương hiệu TH Trumil nổi đình nổi đám. Sản phẩm sữa TH Trumil đã được người tiêu dùng đón nhận và nhanh chóng chiếm lĩnh vị thế số 1 trên thị trường sữa tươi, doanh thu liên tục tăng nhanh. Năm 2018, thương hiệu này chiếm hơn 40% thị phần sữa tươi tại Việt Nam. Sau Nghệ An, bà Thái Hương tiếp tục phát triển mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại Hà Giang, Cao Bằng, Phú Yên, Sóc Trăng. Quy mô đàn bò dự kiến đạt 137.000 con vào cuối năm 2020. Cùng với đó, bà cũng đang phát triển mô hình liên kết với nông dân trong chăn nuôi bò sữa với thương hiệu Đà Lạt Milk. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo nên tính bền vững của chuỗi liên kết chính là một doanh nghiệp đầu tàu có thể dẫn dắt người dân. Bởi vì nếu thiếu đi doanh nghiệp đầu tàu thì người dân sẽ mạnh ai nấy làm và rất khó để thành công. Chính vì biết được điều này mà đế chế TH dưới sự lãnh đạo của bà Thái Hương đã có thể dẫn dắt và tạo ra được một chuỗi liên kết bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Mục tiêu tạo lập chuỗi liên kết giá trị nông nghiệp. Thay vì sản xuất theo mô hình và phương thức truyền thống, điểm khác biệt mà tập đoàn TH đã đi trước đón đầu đó là tạo ra chuỗi liên kết giá trị trong nông nghiệp. Bà Thái Hương khẳng định, tôi xác định đây là cuộc cách mạng trong nông nghiệp. Nhà nước song hành với doanh nghiệp, nguồn lực là đất đai và nông dân. Trong cuộc cách mạng đó, tư duy là số 1, chứ không phải lượng tiền mặt. Thứ hai là đất đai, còn chìa khóa vàng là ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp. Con đường đầu tư và phát triển vào nông nghiệp chẳng hề dễ dàng, bởi với bà Thái Hương, cái đích không dừng lại ở việc sản xuất quy mô nhỏ như trước đây, mà là việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, tạo lập chuỗi liên kết. Để bắt đầu con đường đó, bà cho rằng có 3 vấn đề khó mà tập đoàn TH phải đối mặt. Thứ nhất là phải đưa ra được lộ trình để người nông dân trở thành thành viên của hợp tác xã. Thứ hai là phải truyền đạt được khoa học kỹ thuật cho nông dân. Và thứ ba là cách thức tổ chức để tạo ra chuỗi liên kết. Những thách thức đó chưa bao giờ là bài toán dễ dàng. Bản thân người kế nhiệm bà, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH cũng chia sẻ rằng, việc hình thành mô hình chuỗi liên kết không đơn giản bởi sự kết nối giữa các thành viên trong chuỗi rất lỏng lẻo, dễ đổ vỡ, đặc biệt là với chuỗi liên kết nông sản, vốn thích tự phát và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan như mùa vụ, thời tiết. Đúng như ông Hải nói, mấu chốt để tạo ra một liên kết bền vững trong sản xuất nông nghiệp nằm ở việc chia sẻ lợi ích và rủi ro của các thành viên trong chuỗi. Bản chất của mô hình chuỗi đó là đầu ra công đoạn này phải là đầu vào của công đoạn khác. Ai cũng muốn tối đa hóa lợi ích của mình nên mâu thuẫn là tất yếu.
từ đồng ruộng Việt Nam đến vùng đất lạnh giá của Nga. Khát vọng đưa dòng sữa và các sản phẩm sạch hữu cơ TH ra thế giới của bà Hương cũng đang dần được hiện thực hóa. Khi Liên bang Nga bị cấm vận, TH đã bước chân vào thị trường này với dự án chăn nuôi bò sữa và thực phẩm lên tới 2,7 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm. Trang trại TH ở Liên bang Nga đã khánh thành và đón đàn bò đầu tiên vào tháng 1 năm 2018. Tháng 9 năm 2018, TH đã khởi công nhà máy chế biến sữa tại tỉnh Kaluga, Nga. Bà Thái Hương khẳng định, tôi sẽ làm cho người nông dân Nga tự hào về mảnh đất của họ. Khi bắt đầu dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ đô la Mỹ tại Nga, bằng tình yêu và sự tôn trọng với thiên nhiên, bà Thái Hương đã khai phá lại những vùng đất đã bị cỏ cây phủ đầy suốt 20 năm. Với bước đi thần tốc, những trang trại hàng chục ngàn hecta do TH khai thác đã và sẽ đánh thức các vùng đất nông nghiệp đang bị bỏ hoang. Tại Kaluga, nơi được mệnh danh là viên ngọc châu của thiên nhiên miền Trung nước Nga, bà Thái Hương cam kết sẽ tạo ra hệ sinh thái dinh dưỡng tốt nhất cho đất, sản xuất theo chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn và cung cấp cho thị trường những sản phẩm sữa mang tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ dừng lại ở sữa sạch. Từ một doanh nhân thành đạt, chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, bà Thái Hương đã chuyển hướng mạnh mẽ sang tư vấn, đầu tư vào nông nghiệp với hàng loạt dự án lớn khác. Sức ảnh hưởng của bà tại Việt Nam tới thời điểm này không chỉ trong ngành sữa mà còn mở rộng ra lĩnh vực đồ uống và thực phẩm. Bà là người tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sạch, hữu cơ và dẫn đạo để các dự án do bà tư vấn đi theo triết lý xuyên suốt. Trân quý mẹ thiên nhiên, người sẽ cho mình tất thảy. Các dự án có thể kể tới như dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất thương hiệu TH True Care, phát triển tinh hoa thảo dược nghìn năm của Việt Nam với thương hiệu TH True Herbal, sữa hạt cao cấp TH True Nut, thức uống lên men từ mầm lúa mạch TH True Malt, nước uống tinh khiết TH True Water, ngôi trường đẹp như mơ với thương hiệu TH School và câu chuyện hay cho con trẻ lần lượt ra đời. Bà Thái Hương tiếp tục phát triển các dòng thực phẩm thiết yếu khác của Việt Nam như gạo sạch, các loại nước quả, các thực phẩm truyền thống. Với các dòng thực phẩm thiết yếu, bà luôn đấu tranh, thúc đẩy việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm Việt Nam theo đúng thông lệ quốc tế để tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt Nam và bảo vệ sức khỏe người Việt. Có thể thấy, danh mục đầu tư của tập đoàn TH đang ngày càng trải rộng sang các mảng khác, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng. Đây là lĩnh vực đang tăng trưởng nóng thời gian gần đây. Nhìn vào các vùng đất tập đoàn TH muốn đầu tư thời gian gần đây có thể thấy, tập đoàn này chủ yếu tìm về các vùng đất mới, có nhiều tiềm năng du lịch nhưng chưa được khai thác. Ngoài bất động sản, thời gian gần đây, tập đoàn TH còn đầu tư mạnh sang mảng y tế và giáo dục. Sau trường TH School, mới đây, tập đoàn TH đã động thổ đại dự án tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao TH Medical tại Đông Anh. Theo giới thiệu, tổ hợp y tế TH Medical cũng là biểu tượng của sự kết hợp giữa trí tuệ Việt, tài nguyên Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới. Ngoài kinh doanh sản xuất, TH cũng tiên phong hỗ trợ chính phủ thực hiện các chương trình an sinh xã hội lớn, các hoạt động xã hội, xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam, đặc biệt là chương trình sữa học đường quốc gia, góp phần cải thiện thể lực, tầm vóc người Việt, nâng cao sức cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam trên trường quốc tế. Nữ tướng lui về sau hành trình phát triển sữa sạch. Cuối tháng 12 năm 2017, bà Thái Hương cho biết bà sẽ rút lui khỏi chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn TH True Milk sau 10 năm gắn bó. Bà chia sẻ rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh tại TH True Milk và đã đến lúc nhường lại cho lớp trẻ. Bà Hương sẽ tiếp tục giữ vai trò là người sáng lập, nhà tư vấn và sẽ thực hiện giám sát bước đường phát triển tiếp theo của TH True Milk. Với những công hiến đặc biệt, bà đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Giải Girl Food Outstanding Achievement, giải thành tựu nổi bật cho đóng góp cộng đồng tại Dubai, giải nữ doanh nhân tiêu biểu ASEAN, giải đại sứ thương mại toàn cầu do Hội Doanh nghiệp nữ Los Angeles, Mỹ trao tặng, giải lãnh đạo có trách nhiệm cộng đồng Philippines. Năm 2018, bà Thái Hương được ghi nhận là lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội ở châu Á do tổ chức Enterprise Asia trao tặng. Bà cũng đã trở thành nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam được trao giải thưởng doanh nhân xuất sắc của năm tại Stevie Awards. Giải thưởng được coi là giải Oscar trong kinh doanh. Trong năm 2019 vừa qua,
Bà Thái Hương tiếp tục được vinh danh trong danh sách 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam do tạp chí Forbes Việt Nam công bố. Đây là lần thứ 3 liên tiếp bà Thái Hương được vinh danh trong danh sách này. Trước đó, bà Thái Hương cũng đã được Forbes bình chọn top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á năm 2015-2016, ghi dấu ấn là người đàn bà sữa quyền lực của Việt Nam. Forbes bình chọn bà vì những hành động mang tính cách mạng với thị trường sữa Việt Nam khi thay đổi cơ cấu của ngành từ thị trường với tỷ trọng sữa tươi chỉ chiếm khoảng 8% năm 2009, thời điểm TH Trumilk ra đời, lên đến trên 30% năm 2016, là năm bà được bình chọn lần hai. Tới năm 2019, với những nỗ lực đặc biệt của bà, tỷ trọng sữa tươi trong ngành sữa tiếp tục có sự chuyển dịch mạnh mẽ khi tăng lên con số 38%. Bà được đánh giá rất cao khi có tư duy vượt trội, sử dụng chiếc chìa khóa vàng là công nghệ cao khởi dựng dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa năm 2008, xác lập kỷ lục trang trại ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á với quy mô 45.000 con, ghi tên ngành sữa Việt Nam trên bản đồ sữa thế giới, sản xuất sữa theo chuỗi khép kín từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch. Mô hình này đã được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh là mô hình điển hình cho nền sản xuất nông nghiệp 4.0 hiệu quả tại Việt Nam. Sự thành công của TH và câu chuyện của bà Thái Hương một lần nữa khẳng định rằng nông nghiệp công nghệ cao sẽ là con gà đẻ trứng vàng. Tuy nhiên, để cuộc cách mạng này có thể thành công thì bên cạnh tư duy đột phá, quỹ đất và sự ủng hộ của chính quyền thì trước hết chúng ta cần có một đội ngũ doanh nhân đủ tâm và đủ tầm để có thể dẫn dắt, đi tắt đón đầu và không theo lối mòn truyền thống. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.